Lúc nãy bác sĩ Thảo có lướt TikTok thì thấy một cái tư vấn của một người bác sĩ rằng những lý do mà mình không nên tiêm filler vùng mũi. Lý do thứ nhất là filler vùng mũi tiêm nhiều sẽ bị bè. Lý do thứ hai á, là người ta chỉ nên tiêm filler mũi để làm giãn da mũi trước khi muốn phẫu thuật nâng mũi. Lý do thứ ba nữa là vùng mũi có cái động mạch mũi ở đây rất là nguy hiểm, cho nên là tiêm vào nó sẽ rất là dễ bị chúng ta biến là mù mắt này nọ mà chúng ta đã từng nghe. Rồi lý do thứ tư là bởi vì bác sĩ không có thích cái xu hướng là nâng mũi bằng filler Nope. ha. Thì mình thấy có một vài cái điểm nó không có đúng và về phương diện phẫu thuật, mình sẽ nói một số cái ý một chút xíu về cái chuyện là filler nâng mũi ha, dùng filler để nâng mũi. Thì cái filler mình được phép đưa vào vùng mũi và đặc biệt là trong cái vận thẩm mỹ trên khuôn mặt hay bất cứ cái gì liên quan đến con người, thì vấn đề giải phẫu học, về vấn đề phải tôn trọng cái giải phẫu học và né tránh những cái biến chứng về thần kinh mạch máu thì luôn luôn một người bác sĩ là luôn luôn phải biết ha. Cho nên là ví dụ như mình tiêm filler vùng mũi thì cái người bác sĩ thực hiện sẽ luôn luôn biết làm thế nào để tiêm filler không có vào mạch máu vùng mũi. Những cái bạn mà gây cái tiêm filler mà gây ra mù mắt cho một vài trường hợp trên trên xã hội á, thì đó là những cái bạn không phải là bác sĩ và đã tiêm không đúng kỹ thuật, là đưa filler vô cái mạch máu vùng mũi và gây mù mắt ha. Rồi cái lý do thứ hai á, là không bao giờ và không bao giờ nên dùng filler để làm giãn da vùng mũi trước khi đặt sóng mũi ha. Tại vì filler mà nó gây giãn da là nó làm hư da luôn. À, cái filler nó nếu mình tiêm nhiều, mình tiêm nông trên da, mình tiêm nhiều, đặc biệt là nhiều bạn cứ tiêm rất là nhiều vào vùng sống mũi để cố tình nâng cao cái sống mũi đó, thì sẽ làm cho da vùng mũi sẽ giãn, mà giãn theo kiểu là giống như cái bong bóng mà chúng ta bơm căng lâu ngày á, thì khi nó xẹp đi á, thì nó sẽ làm mỏng da luôn, như vậy là nó hư cái da chứ nó không có giúp ích gì việc cho cái phẫu thuật nâng mũi cả. À, giãn da bằng filler nó còn tai hại hơn là cái da mũi hư tự nhiên nữa ha, mà để cứ để da như vậy ha, không ai dùng phương pháp filler để làm giãn bao vùng mũi hết, làm giãn da vùng mũi hết ha. Rồi cái nguyên nhân nữa là khi dùng filler cho vùng mũi đó, chúng ta không đừng có kỳ vọng là mình nâng cao đủ độ cao, mà chỉ những trường hợp nào mà mình bị thấp nhẹ vùng sống mũi hoặc mình muốn nâng một chút xíu thôi thì mình mới dùng phương pháp là tiêm filler cho vùng mũi. Tại đúng là tiêm nhiều cho vùng sống mũi thì sống mũi filler sẽ bị bè ra đây ha, nó phình phình ra đây, nó sẽ không có đẹp ha. Rồi cái filler thì là sử dụng dài được không, sử dụng hoài hoài được không, thì tất nhiên là được, với điều kiện rằng là chúng ta đã không lạm dụng cái filler đưa quá nhiều vào vùng mũi mà nó đã bị phình rồi, nó xẹp mà nó giãn cái da hai bên, thì là lúc đó chúng ta sẽ không nên dùng phương pháp nâng mũi bằng tiêm filler nữa ha. Đó, cái gì cũng vậy, nó có giới hạn của nó, nhưng mà mình phải hiểu đúng, chứ mình hiểu sai chút xíu cái là nó đi xa một dặm luôn ha. Ok, thẩm mỹ là rất là hữu ích thì chúng ta phải biết giới hạn của nó ở đâu, mình làm theo nguyên tắc là như thế nào thì chúng ta sẽ luôn luôn đạt thành công.